Rest in peace. Chào mọi người. Hôm trước thì mình có một cái video giới thiệu và chia sẻ với anh em cách cài đặt các thông số và các chế độ của cái mạch bảo vệ sạc xả của bình ắc quy. Thì nó làm việc ở cái chế độ bảo vệ điện áp thấp và bảo điện áp cao để bật sạc hoặc ngắt sạc cho bình ắc quy. Thì hôm nay mình ứng dụng vào một cái công việc đó là bảo vệ điện áp thấp, chống xả sâu quá sâu của bình ắc quy đối với inverter. Tức là như này, khi điện áp dưới ngưỡng thấp bảo vệ của bình ắc quy ấy, thì sẽ ngắt inverter, không cho inverter hoạt động nữa. Và khi điện áp được sạc lên một cái ngưỡng mà anh em cài đặt điện áp cao thì sẽ bật lại inverter bình thường. Thì ở đây mình sẽ cài đặt ở chế độ U3 nhé. Đây, vẫn là cài đặt điện áp thấp. Thì cái ắc quy thì nó sẽ có ngưỡng điện áp bảo vệ của bình. Thì anh em có thể cài đặt từ 10V hoặc là bao nhiêu volt đấy là tùy anh em. Nhưng không nên để nó xả quá sâu. Như thế, như vậy sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của ắc quy. Thì mình sẽ ví dụ đây là cài đặt điện áp thấp là 10V và điện áp cao là 11,5. Anh em có thể tùy biến cài đặt cao thấp đấy là tùy anh em. Là khi ắc quy ở ngưỡng 10V, tức là xả xuống đến 10V, nó sẽ ngắt, không cho inverter hoạt động nữa. Và khi sạc ắc quy được sạc lên 11,5V là sẽ bật lại để cho inverter hoạt động tiếp tục. Đó. Thì mình sẽ chọn ở ngưỡng thấp là 10V và ngưỡng cao là 11,5V. Đó. Thì hiện tại là ắc quy đang nguồn là 8,6, tức là dưới ngưỡng thấp, tức là dưới 10V là ắc quy là giờ này đang được ngắt, tức là inverter kích ngắt không cho hoạt động nữa. Và khi điện áp sạc lên, mình cho sạc lên này, đó, trên 11,5V là sẽ giờ này sẽ kích lại, sẽ được kích và inverter sẽ được bật lại để cho tiếp tục xả của bình ắc quy. Đó. Và khi điện áp dưới 10V là sẽ ngắt không cho inverter hoạt động nữa. Cái bất cập ở cái cách này thì là bật tắt trực tiếp inverter. Như vậy là sẽ khi inverter ngừng hoạt động thì sẽ ngắt luôn, các tải đầu ra sẽ không có điện áp để hoạt động nữa. Như vậy thì nó hơi bất tiện và sẽ gây nhiều khi hơi đột ngột và nó gây gián đoạn của việc sử dụng điện. Thì mình có một cái cách này nữa là để vẫn bật tắt nguồn điện và không cho xả nữa. Thì mình sẽ sử dụng với cách đảo nguồn, tức là đảo nguồn điện của tải sử dụng. Ở đây mình sẽ sử dụng hai con khởi để mô phỏng nhé. Anh em có thể sử dụng loại khởi với công suất cao thấp tùy vào tải đầu ra của mọi người. Thì bây giờ mình sẽ đấu nối nhé. Và đây, ở đây mình sử dụng nó đóng ngắt điện trực tiếp điện 220 để cấp nguồn nuôi cho hai con khởi. Mình ví dụ ở bên khởi con này là điện áp lưới và khởi bên này là điện áp của inverter hoặc là kích. Việc đấu nối điện 220 nó khá là nguy hiểm, cho nên anh em đấu nối cẩn thận nhé và tránh tiếp xúc và làm sao cách ly được, càng cách ly càng tốt. Cho nên phải nhớ là cái này điện áp cao cho nên rất nguy hiểm. Thì cũng tương tự với việc bật tắt inverter thôi, nhưng thay vì việc bật tắt inverter thì cái việc sử dụng điện nó sẽ bị gián đoạn. Thì mình sẽ thay đổi chế độ là khi điện áp thấp, tức là điện áp ở cái ngưỡng anh em quay đặt là thấp của ắc quy ấy, thì giờ này sẽ ngắt, tức là nó sẽ thay đổi trạng thái từ thường mở sang thường đóng. Nó sẽ chuyển sang trạng thái từ sử dụng inverter, nó chuyển sang sử dụng điện lưới đó, và tải đồ ra sẽ không bị gián đoạn việc sử dụng điện
Đây là tải chế độ chung của hai con khởi này và hai nguồn riêng biệt, điện nguồn điện lưới và nguồn của inverter vào đây. Đó, nó sẽ thay đổi trạng thái, và khi điện áp ở điện áp cao, inverter cho phép inverter hoạt động thì nó sẽ đổi trạng thái và chuyển sang từ điện lưới chuyển sang dung kích. Đó. Như vậy thì inverter nó sẽ không cần phải cắt và nó sẽ ở chế độ nghỉ, tức là không tải, chạy không tải, nên ắc quy nó sẽ không bị xả nhiều nữa. Và đồng nghĩa với việc như vậy thì trong cái khoảng thời gian đó thì anh em có thể sạc lại bình hoặc là ngắt inverter đi cũng được, bởi vì cái này thì nó đã đang ở chế độ sử dụng điện lưới thôi, nên cái nguồn này nó kể cả ngắt inverter thì cũng không ảnh hưởng gì cả. Thì đây để mình mô phỏng nhé. Vì việc đấu nối điện điện 220 điện áp cao cho nên anh em cẩn thận nhé. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn vào này. Đó. Như mình đang cài đặt ở đây thì điện áp ở dưới 10V thì là điện áp thấp, cho nên inverter nó đồng nghĩa với không sử dụng điện inverter, thì còn khởi của điện lưới là đang hút, là đang hoạt động, đang cấp điện lưới cho tải. Và khi mình chỉnh lên ví dụ như sạc đến bình đến 11,5V thì là nó sẽ chuyển trạng thái sang sử dụng inverter, đồng nghĩa với inverter sẽ cấp điện nguồn lưới cho tải. Đó, nó sẽ chuyển sang trạng thái sử dụng nguồn kích và con khởi của điện lưới nó sẽ ngắt. Như vậy là đang sử dụng điện kích. Đấu nối như thế này thì trạng thái của inverter lúc nào cũng có điện và điện lưới nó sẽ luân chuyển với nhau và sẽ không bị gián đoạn việc sử dụng điện của đầu ra. Ví dụ đơn giản như mình đang sử dụng máy tính, tivi hoặc là những cái thiết bị mà đang hoạt động ấy, nó sẽ không bị ngắt đột ngột hoặc là nó sẽ không bị gián đoạn giữa chừng. Đơn giản như thế là những cái máy tính chẳng hạn, khi ngắt như vậy nó sẽ bị sập hết nguồn. Cho nên đấu nối như thế này thì nó hơi nguy hiểm một chút, anh em chỉ cần nắm rõ được kỹ thuật và làm đúng quy trình và đấu nối chắc chắn và an toàn là được. Và đấu như thế này thì mình khuyến khích, còn ngắt inverter kia cũng được, nhưng mà khi ngắt inverter là sẽ đồng nghĩa với việc mất hết nguồn ở ngoài và tải sẽ bị dừng. Đó, mình sẽ thay đổi lại nhé. Đó, khi dưới 10V là sẽ chuyển sang điện lưới và trên 10, 11,5 là nó sẽ chuyển sang điện kích. Đó, sẽ thay đổi luân chuyển. Anh em có thể tùy biến vào cái điện áp mà có thể thay đổi anh điện áp cho hoạt động inverter nhé. Đó. Mình nhấn mạnh lại một chút là cái này điện áp cao cho nên anh em đấu nối cho cẩn thận và nó khá là nguy hiểm. Đó. Mình xin kết thúc video ở đây, anh em tham khảo nhé. Chúc anh em thành công. Chào mọi người.